Chúng ta phải đồng ý với nhau rằng tiến hóa là cơ chế làm nên thành công của Pokemon. Nhìn thấy những Pokemon của mình huấn luyện từ lúc còn yếu ớt cho đến lúc chúng trưởng thành và tiến hóa trở nên mạnh mẽ hơn, cùng chúng ta chinh phục những trận chiến khốc liệt là một cảm giác vô cùng tự hào và thỏa mãn. Nhưng một số Pokemon không phải cứ tiến hóa tới cấp cuối cùng là sẽ tốt. Đôi khi thật sự phải giữ cho chúng ở nguyên trạng thì mới có thể phát huy được năng lực thực sự. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau điểm danh những Pokemon nào không cần tiến hóa mà vẫn mạnh hơn cấp cuối cùng của chúng rất nhiều lần. Một lần nữa chứng minh, không cần phải cứ đâm đầu vào tiến hóa là tốt. Và đây chính là tín hiệu vũ trụ cho hơn 70% những bạn nào đã xem kênh sẽ nhấn nút đăng ký cùng nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video cùng như chuỗi series mà tôi ra mắt hàng tuần trên kênh. Hãy cùng nhau đạt được con số 50.000 người đăng ký nào. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Hạng 9, tôi muốn nói đến Galarian Corsola. Corsola Vunsoto thì dù có thiết kế tôi khá là thích, nhưng sức mạnh của nó lại không thích hợp chút nào cho việc chiến đấu, nên cũng phải nói là khá tiếc. Cho đến khi Gen 8 giới thiệu hình dạng Corsola vùng Gala, với một tiểu sử không thể nào bi thương hơn, được cái thì sức mạnh tụi này lại được chú ý hơn khá nhiều. Ở vùng Gala thì Corsola giờ đã có thể tiến hóa thành Corsola, với khả năng tấn công và thủ đặc biệt vượt trội. Tuy nhiên thì sự chú ý của các nhà huấn luyện lại dành cho cấp chưa tiến hóa của nó. Vì thật ra vốn dĩ khả năng phòng thủ của Corsola vùng Johto hay là Gala đều cũng như nhau, phải nói là ở mức cũng khá tốt. Chưa tốt hẳn, nhưng một khi vùng Gala đã có dạng tiến hóa thì tức là Corsola vùng Gala đã có thể mang theo trang bị Eviolite, nâng hai bậc chỉ số phòng thủ của bản thân lên 150. Bên cạnh đó thì đặc tính Curse Body sẽ có 30% làm vô hiệu hóa đòn đánh nhắm vào Corsola trong 4 lượt. Đặc tính vô cùng phiền phức với đối phương vì khả năng trụ sân của Corsola rất tốt nên tỷ lệ đối thủ bị vô hiệu hóa một đòn đánh là rất cao. Bên cạnh đó thì nó còn có chiêu Strength Sharp, một chiêu hồi máu cực kỳ tốt khi sẽ hồi lại lượng HP bằng với chỉ số tấn công vật lý của đối thủ, sau đó thì có 100% khả năng làm giảm một bậc công vật lý của đối thủ xuống. Nếu cho Corsola đối đầu với tụi chiên tấn công vật lý thì nó sẽ hoàn toàn yên tâm hồi máu. Nếu bị đánh thì đối thủ sẽ có khả năng bị vô hiệu hóa chiêu thức bằng Curse Body, và Corsola thì cứ vô tư hồi máu và giảm công vật lý của tụi này xuống. Tuy nhiên lưu ý nhỏ thì số lượng máu được hồi cũng tính theo chỉ số tăng giảm của công vật lý đối phương. Nếu công vật lý bị trừ đến 6 bậc thì cũng không hồi được nhiều, mà ngược lại chiêu còn không thi triển được. Tuy cần phải để ý kỹ, nhưng như vậy cũng đủ cho người ta sử dụng Corsola nhiều hơn cái dạng tiến hóa của nó. Tuy đánh đau, nhưng lại quá chậm chạp, thủ vật lý thì quá yếu ớt. Qua đến hạng 8 tiếp theo, thì đó là Pikachu. Tôi biết các bạn sẽ nghĩ tôi bị lầm anime quá nên mới chọn Pikachu vào danh sách này. Cơ mà tôi cực kỳ tỉnh táo và nghiêm túc khi nhắc đến Pikachu. Nói thiệt, không giỡn. Có lẽ vì là linh vật của cả thương hiệu nên Pikachu có được một vật phẩm độc quyền riêng cho mình, đó chính là Lipo. Vật phẩm này tăng gấp đôi hai chỉ số cơ bản là công vật lý và công đặc biệt cho Pikachu. Nếu tính cả chỉ số khi được đầu tư EV và AV đàng hoàng thì con số có thể ngang ngửa sát thương của một Pokemon huyền thoại. Ngoài ra thì Voltaco cũng là chiêu sát thương vật lý hệ điện mạnh nhất từ lúc mới xuất hiện cho đến giờ. Nếu so với Raichu thì Pikachu cầm Lipo nã chiêu này vẫn thốn hơn gấp mấy lần. Bên cạnh đó thì Gen 9 cũng đã có sự trỗi dậy của Miraidon với môi trường điện. Đặc tính Lightning Rod của Pikachu sẽ giúp nó miễn nhiễm chiêu hệ điện và tăng một bậc công đặc biệt. Do đó nếu Miraidon dùng Discharge, chắc chắn sẽ giúp cho sát thương của Pikachu gây ra đáng sợ hơn rất nhiều. Cho nên dù có một chút mỏng manh, nó cũng có thể đủ hạ gục chủ lực của đối phương trong tức khắc. Qua tới hạng 7 thì tôi muốn nói đến Dusclops. Trường hợp của Dusclops thì giống phần lớn những Pokemon trong danh sách này. Tôi cũng đã từng làm video về những Pokemon là nỗi thất vọng xa lơ nhất khi nói đến dạng tiến hóa Dusknoir của nó. Chỉ bởi vì cái vai trò duy nhất của Dusknoir chính là để Dusclops có đủ điều kiện sử dụng Eviolite mà thôi. Nhìn vào chỉ số của Dusclops thì dù chỉ mới cấp 2, nhưng hai mảng phòng thủ của nó đã lên đến 130, so với cấp cuối cùng thì chỉ thua có 5 điểm. Nhưng bù lại khi cầm theo Eviolite thì chỉ số phòng thủ này sẽ lên đến tận 195, gần bằng chỉ số phòng thủ của hai huyền thoại Regirock và Regice hợp lại. Cho nên không lạ gì người ta lại ưu tiên xài Dusclops hơn. Đã vậy Dusclops lúc này lại có vai trò rõ ràng hơn, chính là một tăng cơ hỗ trợ và quấy rối. Chứ còn Dusknoir, phòng thủ thì ngang ngang cấp 2, mà tấn công vật lý thì cũng tàn tàn không đến đâu, nên lại là một điểm trừ chí mạng của nó. Ở mảng hỗ trợ thì Dusclops có đầy đủ những gì một Pokemon hỗ trợ gây rối cần có: Will-O-Wisp, Haze, Taunt, Helping Hand, Trick Room, Skill Swap và chiêu đánh ưu tiên Shadow Sneak. Với vô số những lựa chọn trên, người chơi có thể cân nhắc để phát huy tối đa khả năng hỗ trợ của Dusclops. Còn Dusknoir thì thôi, không còn gì để nói nữa. Qua đến hạng 6 tiếp theo mà tôi muốn nói đến, đó chính là Typhlosion. Thay vì cho nó tiến hóa thành Silvery,
thì tôi thấy tốt nhất là nên giữ lại nguyên hình dạng này và dán Evil Light cho nó thì tốt hơn. Đầu tiên thì chỉ số của hai con không khác gì nhau hết, ngoài cái tốc độ. Dù cho có tiến hóa rồi, thì nó chỉ tháo bỏ cái khung sắt trên đầu và khiến nó di chuyển nhanh hơn mà thôi. Chứ về cả sức mạnh tấn công phòng thủ hay gì đó đều y chang nhau. Nhờ đó mà Type No, nếu cầm theo Eviolai, có khả năng phòng thủ sẽ lên tận 142 cho cả hai mảng. Cộng thêm với sinh lực 95 nữa, thì nó chắc chắn là một Pokemon phòng ngự xuất sắc. Cơ mà đúng là Silvery có những cái mà Type No không có. Nó chính là đặc tính Arceus System. Đặc tính này sẽ giúp cho Silvery thay đổi hệ phụ thuộc vào bộ đĩa nhớ nó mang theo. Giống với Arceus, nhưng Arceus thay đổi hệ bằng các mảnh sự sống. Tức là Arceus được vừa cộng thêm Staff, vừa cộng thêm 20% sát thương theo hiệu ứng của các mảnh sự sống nó mang theo. Còn các đĩa bộ nhớ của Silvery thì không được cộng gì hết. Cơ mà đúng, thật ra thì chiêu Multi Attack của nó với sát thương 120 cũng đủ mạnh rồi. Chỉ có điều là khả năng gây sát thương của Silvery mặc dù đã tiến hóa nhưng cũng chỉ có 95 mà thôi. Và chỉ tăng mỗi chỉ số tốc độ. Một cách nào đó thì khá lãng phí cho việc tiến hóa. Cho nên việc lựa chọn giữa một Pokemon có tiềm năng phòng thủ tốt với một Pokemon tiến hóa lên cũng chỉ thay đổi mỗi tốc độ thì phần lớn sẽ tận dụng việc này để mang Eviolite cho Type No để nó trở thành một tanker chính hiệu. Với đặc tính Battle Armor sẽ giúp nó miễn nhiễm nhận sát thương chí mạng, từ đó vô cùng phù hợp cho việc trụ sân và cấu máu đối thủ. Dù tiến hóa hay không thì công vật lý và công đặc biệt của nó cũng đã rất cao so với một Pokemon theo hướng chống chịu. Cho nên lúc này người chơi tuy bị giới hạn về vật phẩm nhưng sẽ có quyền sáng tạo hướng đầu tư chỉ số cho nó. Bạn có thể đầu tư hết cho nó vào mảng sinh lực và phòng thủ, hoặc là có thể đầu tư cho nó vào việc gây sát thương. Vì chắc ăn với việc cường hóa bằng Eviolite, nó rất khó bị đánh bại trong vòng một đòn. Do đó thì Type No vừa vặn rất phù hợp để nhắc đến khi nói về những Pokemon tốt nhất là không nên tiến hóa. Ở hạng 5 thì đó là Murkrow. Thà một phút huy hoàng rồi chập tắt còn hơn le lói le đó le. Đùa chút. Giai đoạn đầu của Gen 9, khi mà các Pokemon hỗ trợ đang khá khan hiếm, các tuyển thủ cần tìm cho mình một Pokemon hỗ trợ có thể kiểm soát tốc độ tốt, đặc biệt là những Pokemon có đặc tính Prankster, đặc tính mạnh nhất cho việc hỗ trợ. Trong vùng Paldea rộng lớn thì chỉ có 4 loại có đặc tính này mà thôi: Murkrow, Grimmsnarl, Clefki và Clefairy. Trong 4 con này thì người chơi phải tìm ra một con học được Tailwind, chiêu setup tốc độ tốt nhất mà tôi có nói qua trong phần 1 của video 3 chiêu thức tốt nhất của 18 hệ khác nhau. Các bạn có thể xem kỹ hơn bên góc phải màn hình. Chiêu Tailwind này là mấu chốt quan trọng giúp các tuyển thủ làm chủ được tình hình, giúp bản thân có thể đánh trước. Phải nói là phần lớn những Pokemon hỗ trợ tốt nhất lịch sử qua các mùa giải khác nhau đều là những Pokemon có đặc tính Prankster và học được chiêu Tailwind này. Nếu nhìn vào 4 Pokemon khan hiếm kể trên, trong vùng Paldea thì chắc chắn Murkrow là cái tên sáng giá nhất, vì chỉ có mình nó học được chiêu Tailwind này mà thôi. Vừa vặn thì dạng tiến hóa cuối cùng Huncrow của nó không có bất kỳ đặc tính nào liên quan đến hỗ trợ. Thành ra Murkrow là lựa chọn sáng giá, vừa mang được trang bị Eviolite, vừa có đặc tính Prankster mà mọi người tìm kiếm, lại còn học được chiêu nổi gió Tailwind nữa. Và đúng như vai trò của mình, bể chiêu thức của Murkrow gồm toàn những chiêu hỗ trợ quý giá: Taunt, khóa chiêu hiệu ứng của đối phương; Rain Dance và Sunny Day, thiết lập thời tiết theo tùy ý muốn; Torment, khiến đối thủ không thể xài cùng một chiêu trong hai lượt liền kề nhau. Phải nói là như một phiên bản mini của Tornadus hiện tại. Nhưng điểm cộng là vì nó mang theo hệ bóng tối, thành ra những Pokemon có đặc tính Prankster khác không thể nào tác động hay quấy rối được cho nó. Nhờ đó mà nó được sử dụng rất nhiều trong những mùa giải đầu tiên, cho đến khi hai bản mở rộng The Two Mask và The Indigo Disc ra mắt vào một năm sau đó thì Murkrow mới chính thức bị thay thế bởi Tornadus và Whimsicott. Đúng là bạn không phải tệ, chỉ là bạn chưa gặp thời mà thôi. Qua đến hạng 4 thì đó là một Pokemon tôi không bao giờ ngờ tới, đó chính là Charizard. Và cho đến khi viết cái kịch bản video này thì tôi mới để ý rằng mình đã bỏ qua sót một đặc tính cực kỳ mạnh mà tôi không nêu tên trong video về đặc tính độc quyền mạnh nhất nhưng lại bị lãng quên. Thực sự là một thiếu sót quá lớn khi mà không đề cập đến đặc tính chỉ một mình cấp 2 của gia đình Vikavolt có được, đó chính là đặc tính Battery. Cấp 2 của Vikavolt, hay còn gọi là Charizard, được thiết kế giống như một cục pin dự phòng. Do đó với đặc tính bình ắc quy, Battery sẽ tăng sát thương đặc biệt của đồng minh lên 30%. Tính ra cái đặc tính này cực kỳ bá và chỉ có một mình Charizard là có được. Bên cạnh đó thì vì ở trong hình dạng kén nên khả năng phòng thủ của Charizard cũng khá ổn áp. Giờ đây do chưa tiến hóa nên nó có thể mang thêm trang bị Eviolite để tăng thêm 50% khả năng sinh tồn trong đấu trường khắc nghiệt. Nhiệm vụ của Charizard chỉ cần ra sân, cố gắng đứng đó càng lâu càng tốt, quấy rối đối thủ bằng những chiêu như là Thunder Wave, Eerie Impulse hay là tự dựng tường bảo vệ bằng Light Screen hoặc là Reflect. Cho nên nếu so với dạng tiến hóa cuối cùng thì Charizard vẫn là lựa chọn hỗ trợ và cường hóa sát thương tốt hơn rất nhiều. Tiếp đến ở hạng 3, chúng ta sẽ nói về Chansey. Là dạng tiền thân của Pidgey, cả hai Pokemon này đều có chỉ số sinh lực cao khủng khiếp
và khả năng chặn đứng các đòn tấn công đặc biệt ấn tượng. Nhưng đi kèm theo đó là không thể chịu nổi một đòn đánh trực diện nào, mỏng manh đúng như một quả trứng. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ hơn thì Chelsea nếu cho cầm Evioli sẽ có khả năng phòng thủ vượt trội hơn Plessis rất nhiều. Sinh lực của nó chỉ thua cấp cuối cùng có 5 điểm, thủ đặc biệt là 105, nếu cầm theo Evioli có thể lên đến tận 157,5, một con số khổng lồ cho việc phòng thủ. Còn thủ vật lý khi cầm theo Evioli thì 7.5 cũng không thua 10 là bao, trừ khi cái số điểm đó là bài kiểm tra của bạn. Nhưng với khả năng phòng thủ trên thì đa phần sẽ chọn Chelsea để làm tấm khiên vững chắc trước tụi Pokemon dùng phép hơn là Plessis. Bên cạnh đó thì nó còn có một bể chiêu thức đầy đủ những chiêu hồi máu như Life Deal hay là Healing Wish, những việc mà Plessis cũng có thể làm được, nên để đưa ra lựa chọn thì phần đông sẽ chọn Chelsea cầm Evioli, như vậy sẽ tối ưu được hơn cho việc phòng thủ. Và chúng ta qua đến hạng 2, đó chính là Porygon2. Giống hầu hết các Pokemon khác trong danh sách này, Porygon2 phải đi kèm với vật phẩm Evioli thì mới có thể trở nên hữu dụng. Nhưng cái cấp cuối của nó bị gì mà ít ai xài? Có lẽ đó chính là khả năng chống chịu của Porygon Z quá yếu kém nếu đem ra so với cấp 2 của nó. Đã vậy dù cho nó có đánh đau đi chăng nữa với công đặc biệt là 135 thì nó vẫn không quá nhanh nhẹn để đi theo hướng Super đặc biệt khi mà tốc độ chỉ có 90 mà thôi. Hệ thường thì cũng chả khắc chế được hệ nào khác nên khả năng dọn dẹp của Pokemon này là không khả thi. Tuy nhiên thì hệ thường lại khá tốt trong mảng phòng thủ khi mà chỉ bị gấp đôi sát thương bởi hệ giác đấu mà thôi. Và vừa vặn nếu đem so sánh thì Porygon2 không cầm theo trang bị đã có khả năng trụ sân tốt hơn Porygon Z rất nhiều. Công đặc biệt 105 của nó cũng không quá thấp. Khi cho nó cầm trang bị Evioli vào thì khả năng trụ sân của nó ngang ngửa một Pokemon huyền thoại với chả đùa. Bên cạnh đó nó còn có khả năng tự hồi máu bằng Recover, đảo ngược tốc độ bằng Trick Room, hay gây rối tốc độ cho đối thủ bằng Thunder Wave hoặc là Icy Wind, một bộ chiêu thức quá phù hợp để làm tanker. Thành ra cấp cuối của nó bị cho ra rìa cũng là một điều quá dễ hiểu mà thôi. Và chúng ta đến hạng 1, đó chính là Clefairy. Nằm trong gia phả của gia đình Pokemon heo hồng đến từ ngoài hành tinh, người chơi cũng không nên để tụi này lấn lừa khi nhìn vào vẻ ngoài có phần vô tri và giải trí của tụi nó. Họ nhà này có hai hình dạng tiến hóa cấp 2 và cấp 3 đều rất mạnh và tốt trong chiến đấu. Dạng tiến hóa cuối cùng Clefable thì có sinh lực phòng thủ và tấn công đặc biệt khá tốt, cùng với đặc tính vô cùng mạnh là Magic Gore làm nên móng cho sức mạnh của nó. Nhưng hình dạng cấp 2 Clefairy lại được ưa chuộng hơn trong các giải đấu chuyên nghiệp. Không nói đâu xa thì gần đây nhất, trong những giải khu vực mở đường trước thềm mùa giải vô địch thế giới, nơi đang là sân chơi của các Pokemon huyền thoại cấp cao, thì Clefairy đang có dấu hiệu trỗi dậy bất ngờ giữa một rừng Pokemon hầm hố. Vị trí của nó cũng đã vượt qua số lần sử dụng của cả con nấm lùn Among Us, tuy chỉ trong một số ngày ngắn ngủi mà thôi. Vậy nguyên nhân là do đâu? Chắc chắn lý do đầu tiên phải đến từ đặc tính Frangor của nó. Một đặc tính nếu mà các bạn có xem một vài video trước của tôi cũng sẽ thấy tôi đề cập khá nhiều. Đặc tính này cho phép Pokemon giảm 25% sát thương của mọi đòn đánh nhắm vào đồng đội, riêng bản thân nó thì không giảm được mà thôi. Như vậy chỉ cần nó xuất hiện trên sân là đồng đội đã được bảo kê khá kỹ càng. Nhờ đó mà tỷ lệ trụ sân của những Pokemon đánh đau như là Shadow Calyrex lại được tăng cao. Chưa kể thì giống với đặc quyền của những Pokemon trong danh sách này, khi Clefairy cầm theo Evioli thì hai chỉ số phòng thủ của nó lại được tăng cường thêm 50%. Nhờ vào đó mà khả năng trụ sân của nó là tốt nhất trong các đám Pokemon sở hữu đặc tính Frangor này. Chưa hết thì nó còn có chiêu Follow Me hỗ trợ hút sát thương về phía bản thân để chịu đòn. Nhờ đó mà đồng đội có thể tránh khỏi các đòn tấn công chí mạng và trả đũa lại đối thủ. Chiêu Follow Me nói riêng và các chiêu hỗ trợ nói chung, tôi đã có nói vào phần 2 về 3 chiêu tốt nhất của 18 hệ khác nhau. Các bạn có thể xem kỹ hơn vào góc bên phải màn hình bên này ha. Quay trở lại thì trong format mới nhất thì Clefairy thường sẽ được cho đi chung với Shadow Rider Calyrex vì nó sẽ hút được các chiêu hệ ma và bóng tối, hai khắc tinh cực lớn đối với kỵ sĩ ma, nên Clefairy vẫn sẽ không hề hấn gì. Không những vậy, nó còn có thể tăng 50% sát thương của Calyrex bằng chiêu Helping Hand, hồi máu cho đồng minh bằng Life Deal. Cho nên với vô vàn lợi ích như vậy thì con heo hồng này được sử dụng nhiều là hợp lý rồi. Và thế là tôi cũng đã đi qua những Pokemon mà tôi nghĩ là không nên tiến hóa thì sẽ mạnh hơn. Theo các bạn thì như thế nào? Đâu là những Pokemon các bạn nghĩ tốt nhất không nên tiến hóa thì chúng nó sẽ mạnh hơn? Hãy cho tôi biết bằng phần bình luận bên dưới nha. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những video tuần sau. Bye!